Chào các mẹ, mình là Chuyên. Nhà mình thì có hai em bé đều không thích ăn rau, cho nên là mình đã phải vận dụng rất là nhiều mưu mô thủ đoạn để dụ các bạn ấy ăn rau, và mình muốn chia sẻ với các mẹ qua video này. Một chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng thì không chỉ giúp cho các bé phát triển thật là tốt, tăng chiều cao, rồi tăng sức đề kháng, mà còn giúp cho các bạn ấy tránh được táo bón. Thì dưới đây là những điều mà mình đã vận dụng để cho con nhà mình có thể ăn rau rất là nhiều. Đầu tiên đấy là mình làm mẫu cho con. Bữa nào thì mình cũng ăn ít nhất là một bát rau, cho nên là mỗi lần mình lấy rau vào bát thì mình đều dơ con nhìn đây này, mẹ ăn nhiều rau này, mẹ ăn nhiều rau cho nên là mẹ xinh với mẹ thông minh này. Đấy, mình có xinh với thông minh hay không thì chưa chắc, thế nhưng mà nếu như mà các bé ăn nhiều rau thì chắc chắn là các bé sẽ xinh và thông minh hơn, bởi vì dinh dưỡng cân bằng sẽ giúp các bé phát triển tốt nhất. Thứ hai đấy là mình bớt cứng nhắc. Ngày xưa thì mình thường sẽ bắt con ăn rau, và tư duy của mình lúc đấy là nó không ngon nhưng mà vì nó tốt cho nên là con vẫn phải ăn, và nếu mà con không ăn thì con nhịn. Thế nhưng mà về sau thì mình thấy mỗi lần mình nói kiểu như thế các bạn lại khóc lên thì rất là đau đầu. Nên là mình đã thay đổi một chút. Vì mình thấy là thực ra như bản thân mình thì mình biết là rau tốt cho nên là mình cố ăn. Chứ còn nếu mà cho mình ăn những thứ khác ngon hơn thì mình vẫn sẽ chọn những thứ khác. Nên là mình nghĩ rằng trẻ con thì nó không lý trí được như mình, cho nên mình sẽ tìm cách để dụ con ăn. Và khi mà con vui vẻ, không khóc lóc thì cả nhà cũng sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Và dưới đây là một số trò mà mình đã bày ra để cho các bạn ấy chơi. Không phải là mình đánh trống mua dối để dụ các bạn ấy là ăn đi, mà là mình bày ra một cái trò như thế thôi và giúp các bạn ấy hứng khởi hơn trong bữa cơm. Ví dụ như là khi mà con ăn món gì đấy có dạng sợi như là bún, mì. Con ăn các cái món có dạng sợi như là đỗ đũa này hay đỗ cô ve này, thì mình có thể bảo là ui, con ăn rau cứ như là gà ăn giun ý nhở. Thế là bạn ấy sẽ hi hửng, bạn ấy ăn giun. Có những loại rau khác thì mình sẽ bảo bạn ấy ngửa cổ lên là cho rau vào mồm, giống như là hươu cao cổ ăn lá. Thì cách này chỉ áp dụng với những bạn mà đã có kỹ năng ăn uống tốt thôi, bởi vì nếu mà mới tập ăn mà bảo các bạn ấy ngửa cổ lên để cho thức ăn vào ấy thì nó tăng nguy cơ hóc sặc, nên là chúng mình lưu ý nhá. Có hôm thì con lại cho rau vào một cái bát rồi con bưng lên con ăn, rồi mình lại bảo con là ăn rau giống như là trâu ăn cỏ. Thì mình sẽ tùy vào những cái con vật mà các bạn ấy biết, và mình sẽ bày ra các cái món ăn và mô tả cái hành vi ăn uống của cái con vật đấy. Cách thứ ba mình dùng để các bạn ấy thích ăn rau đấy là thay đổi cái cách mà rau được phục vụ cho các đại ca. Nhiều khi rau ăn riêng thì con không chịu, nhưng mà trộn chung vào cơm và thịt thì con lại đồng ý. Nhiều khi là trộn cơm với thịt rồi mới trộn rau thì không được, nhưng mà cho rau vào từ đầu rồi mới cho cơm cho thịt thì lại ok. Rau mà thái miếng dẻ thì không thích, nhưng mà để cục thì lại chịu ăn. Có rất là nhiều yêu cầu loằng xừng măng của các bạn ấy, cho nên là chúng mình có thể thay đổi cách chế biến một cách linh hoạt để biết đâu các bạn ấy sẽ đồng ý và ăn uống hứng thú hơn. Cách thứ tư đấy là mình linh hoạt theo từng giai đoạn. Có những giai đoạn thì bé nhà mình rất là thích ăn rau muống, con có thể ăn vã một bát rau muống luộc không chấm một cái gì hết. Nhưng mà đến giai đoạn này thì con lại không thích ăn rau muống nữa, thì mình cũng linh động cho con. Đấy là giai đoạn nào thích ăn rau gì thì cho ăn nhiều rau đấy, còn những rau mà không thích hoặc là không thích lắm, đã từng thích nhưng bây giờ không thích nữa, thì mình vẫn cần phải ăn một vài miếng một bữa để cho cái việc ăn rau nó trở thành thói quen ý. Chẳng hạn như hôm nay mà các bạn ấy đi liên hoan chẳng hạn, thì các bạn sẽ lao vào ăn khoai tây chiên, ăn xúc xích, ăn những cái món mà ngon miệng. Thế thì hôm đấy mà lại nhảy lên bảo là ôi con phải ăn rau đi, không thì thế nọ thì kia ấy, thì nó sẽ khá là không hiệu quả, vì chẳng phải các bạn cũng không đồng ý đâu. Thế thì mình sẽ cân đối rau theo tuần. Nghĩa là hôm nay ví dụ các bạn ăn nhiều các món khác rồi thì hôm sau mình có thể nói với con là hôm qua mình ăn nhiều xúc xích rồi, hôm qua mình ăn nhiều khoai tây chiên rồi, nên hôm nay mình ăn rau để bù lại nhá, để dinh dưỡng cân bằng nhá, bla bla bla. Thế thì con cũng sẽ đồng ý. Bởi vì nếu mà không đồng ý thì lần sau đi ăn tiệc mẹ không cho ăn như thế nữa. Rồi, cách tiếp theo mình dùng để cho các bạn ấy thích ăn rau đấy là cho các bạn ấy tham gia vào quá trình chọn rau. Ví dụ như là lúc lấy rau ở trong tủ lạnh ra để nấu ấy, thì cho các bạn ấy chọn món rau nào đó mà các bạn ấy được chọn thì các bạn ấy sẽ thích. Vì việc chọn mà, trẻ con. Hoặc là mình đưa các bạn đi chợ. Con nhà mình nhìn thấy rau dền nó hơi lạ lạ, nó có màu tím tím đỏ đỏ ấy, thì là ui, từ hôm đấy tuần ăn rau dền, tuần ăn một hai bữa, bây giờ một tháng rồi chưa chán. Hay là có hôm thì được chọn su su, thế là về ăn thun thút su su chấm muối vừng cả bữa, ăn vã luôn. Rồi cách thứ bảy mình dùng để các bạn ấy thích ăn rau đấy là cho các bạn ấy được cùng chế biến. Bé nhà mình thì mình đã cho kiểu chơi cái trò nấu bếp từ hồi bạn ấy khoảng 2-3 tuổi. Bây giờ bạn ấy 6 tuổi rồi thì bạn ấy cũng khá là thành thạo rồi, biết nạo rồi này, biết thái rồi này, biết nhặt rau rồi này. Thế thì những bữa nào mà con được tham gia vào thì con sẽ ăn rất là hăng hái.
và các bạn ôi rau con nấu ngon thế, mới lại rau con làm ngon thế, bố ăn đi mẹ ăn đi. Cái việc mà cho các bạn ấy vào bếp cùng ấy thì ban đầu sẽ khá là phiền phức. Mình hồi đầu bạn ấy vào bạn nhặt rau là mình toàn phải lén lút mình nhặt lại. Nhưng bây giờ thì con cũng đã biết cách nhặt rau hơn rồi. Và thực ra thì mình nghĩ nấu ăn dù là trai, con trai hay con gái thì cũng nên tập cho các bạn ấy cái kỹ năng này, để dù con ở trong hoàn cảnh nào con cũng có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Rồi, cách thứ 8 để cho các bạn ấy ăn được nhiều rau, đấy là độn rau vào món con thích. Có những món rất là dễ độn rau như là món nem này, cho thật là nhiều mộc nhĩ, nấm hương, giá đỗ với lại hành vào. Hay là món những cái món chả rau củ mà có lẫn cả trứng với lại các loại rau củ ấy cũng được. Mình có thể thái hạt lựu, su su, cà rốt, rồi là ngô ngọt, rồi mình đập trứng vào mình cho vào hấp chẳng hạn. Món đây cũng khá là thú vị. Ngoài ra có một cái món là thịt xay, xong cũng thái hạt lựu những cái đồ kia xong cho vào xào chung. Thì con cũng rất là thích. Rau củ tẩm bột chiên gọi là tempura cũng là một món mà các bạn nhỏ rất là ưa thích, bởi vì nó giòn giòn mà bên trong vẫn có rau. Ngoài ra thì mình còn hay cho các bạn ấy cuốn đồ ăn vào cái lá rong biển hoặc là cái phở cuốn ý. Thì bình thường thì có khi không ăn đâu, nhưng mà khi cuốn cuốn vào xong rồi chấm chấm ý, thì vui là lại ăn hết veo ngay. Rồi cách thứ 9 đấy là mình cho các bạn ấy ăn sinh tố rau xanh. Mình sẽ xay kiwi để nó kiwi màu xanh ý, để nó có vị chua chua một xíu thôi. Rồi chuối, rồi bơ, rồi rau cải bó xôi hoặc là cái túi rau hỗn hợp ở trong siêu thị họ hay bán ý. Thì xay tất cả những cái đồ ấy lên thành một món sinh tố rau và con cũng rất là thích thú. Bí kíp để có cái món sinh tố này nó ngon, trông ngon miệng, ngon mắt đấy là hãy để ít nhất một thực phẩm nào đấy đông đá, chẳng hạn như là bơ mua nhiều chẳng hạn, về cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi để vào ngăn đá. Thì lúc xay mình đem nguyên cái chỗ đấy mình ra mình xay thì nó sẽ tạo ra một cái món sinh tố rất là sánh mịn. Cái này nó còn gọi là smoothie. Không nên bỏ qua rau gia vị. Ở trong rau gia vị thì sẽ có nhiều tinh dầu và nó sẽ không chỉ làm tăng hương vị của món ăn mà nó cũng tốt cho sức khỏe nữa. Nhà mình thì khi nấu ăn thì các loại rau gia vị đều cho vào như bình thường và cũng cho các bạn ấy ăn để các bạn ấy quen, chứ thường là mình sẽ không nấu riêng cho các bạn nhỏ đâu. Nếu mà con không thích thì thôi con nhặt ra, con chịu khó con nhặt ra, chứ mình không nấu riêng, bởi vì thứ nhất là mình thấy cái việc mà ăn uống nó bị yêu cầu đặc biệt như thế, sau này khi mà con lớn con sẽ khá là khó để hòa nhập trong tập thể. Ngày xưa mình cũng không biết ăn hành đâu. Đến lúc mình đi ở tập thể thì bạn mình nó thích ăn hành, ngày nào nó cũng cho hành vào bữa ăn nên mình biết ăn đấy. Rồi, nếu như mà áp dụng 10 cách mình vừa kể trên nhưng mà vẫn không hiệu quả thì có thể áp dụng cách thứ 11, đấy là hơi kỷ luật một tí. Có hai cách để kỷ luật bàn ăn. Đấy là, thứ nhất là đề nghị con phải ăn rau trước khi mà con đang đói, và ăn xong rau rồi con mới được ăn những thứ khác mà con thích. Cách thứ hai đấy là mình sẽ cho con một lượng nhỏ cả rau, cả thịt, cả cơm để con ăn hết cái phần đấy rồi. Đấy, khi mà ăn hết phần đấy rồi bao gồm cả ba thứ đấy thì mình mới cho con một phần tiếp theo cũng nhỏ như thế để con ăn. Và bao giờ lại hết cả phần đấy rồi thì mới ăn xong phần tiếp theo nữa. Thì như vậy sẽ giúp cho con ăn đầy đủ các nhóm chất và không bị thiên về một nhóm nào quá. Cách 12 đấy là cùng bé đọc những cái sách về dinh dưỡng và sự phát triển. Bé nhà mình thì đã được mình mua cho quyển Bí mật chuyện đi ị và Bí mật của chiều cao. Thì trong sách này nó đều nói là nếu mà muốn cao lớn thì con phải ăn đầy đủ tất cả các nhóm chất này. Nhóm chất dinh dưỡng này thì có tác dụng gì này, nhóm chất dinh dưỡng này có tác dụng gì này. Thế và chuyện đi ị cũng thế, muốn mà con ị được phân đẹp thì con cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng như thế này như thế này, rồi là con phải uống nhiều nước này nọ này nọ. Đấy thì nói chung là khi mà bé như mình nó đã qua một cái giai đoạn gì đấy mà mình cảm thấy đau đầu thì mình sẽ tìm cái sách nào đấy giải quyết tình hình đấy và mình đọc cho con nghe. Ngoài ra thì khi mà đọc sách cho con ý, hay là bất kỳ khi nào mà có nói gì đó gì đến đồ ăn hay dinh dưỡng thì mình đều bảo là cài cắm những cái thông tin là con phải ăn đầy đủ dinh dưỡng, con phải ăn cả rau thì con mới cao lớn xinh đẹp, vân vân. Rồi cuối cùng là chúng ta cần phải kiên nhẫn với bé, bởi vì là bình thường mà giới thiệu một món đồ ăn gì đó cho bé thì chúng ta cần phải giới thiệu khoảng 10 đến 15 lần thì mới biết là con có thích món đó hay không. Có thể một vài lần đầu con từ chối nhưng mà đến một ngày đẹp trời tự dưng con lại ăn rất là nhiều cái món đó. Thế cho nên nếu như mà mình giới thiệu một vài lần mà thấy con không ăn thì không có nghĩa là bạn ấy không thích món đấy đâu ạ. Mình cứ kiên trì giới thiệu thì các bạn ấy sẽ có cái thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Và nếu mà con không thích thì mình cũng sẽ đề nghị con là chỉ ăn một miếng thôi. Đấy có thể là một cái nguyên tắc của gia đình chẳng hạn. Mình biến nó thành một nguyên tắc của gia đình là mình ăn thử một miếng. Nếu mà ngon thì mình ăn thêm, còn không ngon thì thôi. Và cho con quyền lựa chọn là ăn thêm hay không.
Vừa rồi là 12 điều mà mình đã áp dụng để giúp cho các bạn nhỏ nhà mình ăn rau nhiều hơn. Hy vọng là nó sẽ hữu ích đối với các bạn. Chúc các bé hay ăn chóng lớn và không bị táo bón nha. Bye.